Hello, kính chào các bác. Tiếp tục trở lại với trung tâm điện tử Tám Hoa, địa chỉ Thị tứ Xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vâng, với video tiếp theo của buổi sáng ngày 8 tháng 10, 2019. Vâng, trung tâm rất hân hạnh test tiếp một cặp loa BMB CSP 5000C. Vâng, em vừa khui thùng xong để test cho bác Thọ, bác ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Còn với cặp loa BMB CSP 5000C hàng chất, hàng chính hãng của Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, còn mới kính con, em vừa khui thùng để test cho bác Thọ. Với một cặp loa BMB CSP 5000C giá 15 triệu đồng tại trung tâm, các bác có nhu cầu một cặp loa Nhật chính hãng của BMB 5000C sở hữu bát 30 11 kèm, xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0974 637 646 và 0918 249 265. Trung tâm giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây em test cho bác Thọ để gửi nhà xe lên Hữu Lũng, Lạng Sơn cho bác Thọ. Vâng, thì trung tâm nằm sát với trục đường quốc lộ 37, rất tiện cho các bác ở khu vực Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. Vâng, thì bác Thọ đã đón xe để nhận cặp loa BMB CSP 5000C. Vâng, 15 triệu đồng. Các bác có nhu cầu xin hãy liên hệ cho trung tâm. Và sau đây em test để gửi cho kịp chuyến xe buổi sáng cho bác Thọ. Và xin mời các bác cùng lắng nghe cái chất âm để mà em test cặp loa của bác Thọ, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Vâng, xin mời các bác. Đêm nay một mình anh đơn côi dưới ánh đèn vàng, đêm nay để hồn đi hoang, trong cơn đau cơn mê ta đã khóc nhiều rồi, khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, hơi men nào đưa em vào tương lai. Mưa rơi giọt lệ rơi xuân tàn không hay, bàn tay nào buông ra chờ em về đêm nay. Mưa vẫn rơi giữa lòng đời, em đã đi xa khuất nẻo nhau.
yêu nhau một đêm xuân bên nhau. Ta đơn